Chào bạn, nay mình sẽ làm món ốc len xào dừa. Ở Mỹ kiếm ốc tươi chỗ mình ở thì hơi bị khó, Cali thì có, Cali với Florida có mà tới bên mình không có. Nên mình sẽ mua đồ đông lạnh. Thì đây là sản phẩm của Việt Nam luôn nè. Đó. Nhưng mà xuất khẩu qua bên ở bên Cali á, rồi Cali nó phân phát qua bên này. Tiền hộp này là 4 đô 99. Là khoảng chừng 101, 102 gì tiền Việt Nam mình. Thì trước tiên mình sẽ để cho nó rã đá ra. Giờ mình phải chạy qua nhà mẹ vợ mình hái một ít rau răm mà không biết nó còn không. Để các bạn thấy không? Lạnh. Rau răm là rau nào ta? Có cái ớt nè. Có cái ớt nè. Lạnh thở ra không luôn. Chết mồi, chắc rau răm chết hết luôn á. Ngò ôm. Đây đây đây, rau răm đây. Còn ít thôi. Tại giờ vô mùa đông rồi. Chính xác vẫn còn mùa thu. Nhưng mà tại vì á mấy ngày này nó lạnh quá. Tôi rối luôn không. Ok. Để mình thở ra. Các bạn thấy trời thời tiết này khắc nghiệt luôn. Ở ngoài hương này cho rõ ha. Đây. Giờ bạn tên không? Nãy thanh niên ngồi coi phim mình gắn đèn Noel cách đây 2 năm về trước, giờ thanh niên đòi mình làm đèn Noel. Giờ nhiệt độ đang là 44 độ F thì là khoảng chừng 6-7 độ C, y như video đợt rồi mình làm luôn năm ngoái, 2 năm trước chứ. Cũng vậy, giờ mình sẽ làm cho nó lẹ lẹ cái cho nó coi đèn nó en, xong rồi mình vô mình làm món ốc len xào dừa. Rồi có gì đèn rồi. Đó, thanh niên ngồi làm đèn nó en, giờ làm rồi nè, hiểu chưa? Đó, thích chưa? Vô nha. Đó, món ốc len xào dừa. Ủa sao nó còn màu xanh, nó cay nè. Giờ bỏ đây. Chắc phải thêm miếng nước dừa vô nó nêm lại. Muốn giống muỗng Việt Nam. Bữa đi chợ mua cái bánh snack của Hàn Quốc, Oreo. Oreo biết của Hàn Quốc hay gì ta? Đúng rồi, Korea. Thôi giờ trở lại với lại cái này đi, nãy giờ cứ đi lung tung luôn. Nêm nếm lại. Phải cho miếng nước dừa vô nó mới đặc. Ngọt, ngon. Chắc ngon à. Thơm mùi nước cốt dừa. Thơm phức à. Thơm kiểu mùi của mà mùi Việt Nam. Mùi Việt Nam đúng không? Đó. Nó hương vị rất là Việt Nam. Hơi mặn không? Hơi mặn tí xíu nhưng mà hả? Cái mùi nó rất là hương vị Việt Nam. Nước cốt dừa vẫn còn mùi nhưng mà nó lạc đi chút xíu.
Ừ, hấp cái nước một cái. Con ăn cơm chưa? Hồi nhỏ ở khu chăn nuôi ở Sài Gòn. Nhớ cái bà nó cái bà gì bà bán có 500 ngàn chén gì nhớ không? Hồi nhỏ cứ xin mẹ tiền mua mà. Người biết ăn món được hồi nhỏ. Món món ruột luôn không? Ốc len xào dừa. Mai ông gắn cây Noel con ha. Ăn chơi với lá còn cơm. Mấy cái ăn húp đầu đường húp đuôi. Mười đồng bạc. Hai mươi đồng. Mười đồng. Hai hộp. Cali có một tiệm ăn rất là ngon về cái này. Ốc và lẩu. Mình qua Cali chơi hai lần, mình ăn rồi tiệm hai lần. Đặt chân tới Cali là bước tới tiệm nó liền luôn. Có lần qua Las Vegas chơi. Kéo máy trúng được đâu mấy trăm. Đã hết nguyên nhà ăn tiệm luôn. No. Vớt mấy đũa, vớt mấy muỗng thì gần hết rồi. Nhớ hồi xưa đi biển Vũng Tàu nó có cái con rồi đúng không? Đàn lầu giống như người ta ăn ở biển rồi bỏ luôn. Ăn này nó hút cái sụp sụp cho mình nhìn thấy lạ mà. Không hề bị dính cái nào cái nào cũng ra hết, không hề bị kẹt lại chứ. Hút đuôi ra nhà ở bên Việt Nam mình xuất khẩu rồi làm nó chắc cái nước này dục đi nước dừa rồi bỏ vô theo cái nước dừa khác rồi không nói chưa bỏ dừa không chịu tại cái nước tức là cái nước này bỏ đi đừng lấy nước này, nước này nó lâu rồi đúng không? Đó. Nó vẫn còn chất béo chất dừa nhưng mà nó bị lạc lẽo đi rồi giống như có nước lạnh bỏ vô chứ con ốc là còn tươi mà. Con cũng là các bạn tên là mình Dân. Ăn cái này từ hồi nhỏ mà giờ mình không biết cái món luôn rồi. Lúc mà mình dắt qua Cali cái hai vợ mình ăn cái nồi cũng bự cỡ bên dưới đây nè mà hút hoài không được con nào luôn, không được con nào luôn. Bánh nào mà mình hút con nào là dính đó. Dân thành ăn con này đừng hút nước, đừng hút nước cái thôi. Nguyên con ok video mình đến đây xin hết ha. Hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Đó. Mình là sẽ tàn tàn quốc hết cái này đó mà đợt sau mình sẽ có món ăn $1 trở lại với các bạn.